Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh dòng sản phẩm giày cầu lông TKS 2023. Dòng sản phẩm giày cầu lông mới của bên em mới về. Dòng sản phẩm có 3 màu sắc, đó là màu xanh navy, màu xanh dương và màu trắng. Với thiết kế hài hòa nhưng vẫn mang lại vẻ đẹp mạnh mẽ và sang trọng của một đôi giày thể thao. Phần đế được thiết kế với lớp kép chất lượng cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu, tăng khả năng chống mài mòn và tăng khả năng bám sân. Mình sẽ quay gần nhất phần đế. Với kép chất lượng cao và logo Takashi in sắc nét sang trọng, phần giữa được kết hợp với một lớp EVA giảm chấn giúp tăng khả năng mềm mại, giảm chấn khi vận động viên bật nhảy. Lớp EVA ở giữa làm cho đôi giày trở nên mềm mại và êm ái. Phần da của giày là phần da chất lượng cao được phủ bóng kết hợp với phần lưới thoáng khí giúp cho người chơi sẽ tạo cảm giác thoáng, nhẹ và êm ái khi mang giày Takashi. Phần đế. Phần nót đế cũng có thêu logo Takashi sắc nét và rất là êm mọi người ạ. Ai quan tâm thì inbox cho bên em nhé. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và ủng hộ cho bên em ạ.